17, 18 mà năm nay 60. Mẹ hồi nãy giờ lạnh như quên bấm hay vậy ta. Thôi quay lại, trời ơi mất công. Đây, bánh này chiên rồi nha, làm lợi, tuyệt tình. Cái này mẹ nha, mẹ rang rồi nha. Cô làm ơn cô nắng lại 2-3 cái này coi cô. Để nó trôi ta. Cô làm ơn cô nắng lại. Cái chảo bên đó là chảo chảo nguội nha các bạn. Còn bên đây chảo hơi nóng hơn nha các bạn. Đó. Chảo hành phẩm á. Ờ. Đây. Làm mà tưởng chân về cái. Để trôi đi ta. Có đậu xanh nữa nha các bạn, với bột, với nếp nha. Bột này có bột gạo với bột nếp nha. Nếp nhiều hơn gạo, hơi gạo nhiều hơn nếp. Nếp nhiều hơn. Ừ. Còn cái này là chảo, này chảo đường nha các bạn. Cái này. Như là đó. Một cái nếp, một ngọn gạo vậy. Không tới nghe ngọn gạo. Nếp không không được. Nếp không mình chiên không được. Nó dính chết. Nhiều bánh nước trần. Bánh còng bây giờ mọi người ta cũng ít ăn ha. Nắng cái bánh còng luôn nè. Nắng thử cái bánh còng. Cái chảo này là chảo nóng nha các bạn. Chảo này thì nóng nè. Còn bên đây là chảo nguội, nguội chút. Nó mới thì nó ăn lửa từ từ chút, nó không áp. Cho nên cái bánh nó mới ngon nha, nó mới phao phải không? Đó, còn bên đây là đậu xanh nha các bạn. Bánh vòng. Bánh vòng hả? Nó có bánh vòng nữa nha. Bánh vòng đó là tròn tròn, nó gọi là bánh vòng. Trong cương nhiệt tình cũng chỉ mình nữa cô. Đó, cái bánh vòng đó. Chậm chậm cô. Chậm chậm giùm. Đó, cái bánh vòng nha các bạn. Đó, rồi, tượng trưng đi đi. Bánh vòng nha các bạn. Cái này là, chảo này là cái nhiệt độ nó thấp hơn. Còn cái chảo bên đây là nhiệt độ phải cao hơn. Đó. Trời ơi, bỏ mời em chứ sao không mời. Dễ gì không mời. Cái này là đậu xanh nha các bạn. Đậu xanh thì là nấu chứ không phải là khoai lang nha các bạn. Hồi đó có màn mà bánh in mình nó làm dấu với cái. Còn cái đó là đường. Chả đường thắng nha. Hồi đó cái vụ mà bánh in mà nó làm riết mà bể chợ ha. Khoai lang á thêm. Cái nó làm phai lang rồi. Phai lang rồi cái bể chợ luôn. Phai lang thì đậu đâu có nhiêu đâu mình phải làm phai lang. Lãi giảm thì sao mà mệt bấy từ biết ha. Dạ. Ngự đó bà lẻ. Đó chứ bà lẻ là ở gần á. Ngự mấy sen đen với con hồng này là ba mình chơi chung. Cái thằng lùng kia bị chết để là hai vợ. Đó chính rồi đó. Cho đó là người ta vàng rồi, người ta vớt ra đây nha các bạn. Mày chết để là hai vợ, hai mày chết đứa vô. Vàng là người ta vớt ra nha. Chấm bây giờ luôn á. Vàng là người ta vớt ra đó. Không gì ơi mà. Chân đen mà không đi làm thuê mà. Vàng là người ta vớt ra. Đâu cũng phải chở nha các bạn. Chở qua chở lại nha. Trời ơi, đặt trước nè hả? Đặt trước là bớt ha sao? Rồi để hồi đó dở chồng. Có cái này là chảo, này chảo nguội nha, nhắc lại nha các bạn. Cũng có cái kỹ thuật nha, chứ không phải là một chảo một là nó không ngon nha. Chảo một cũng được, nhưng lâu lắm. Lâu mình phải bớt lửa rồi mình phải cái này là cũng kinh nghiệm. Một chảo thì giữa ngày nè, ngày thả mà đầy chảo xong nắng là
ông vô hình cũng đẹp vậy. Vô hình đẹp mà. Ông phải, ông nè vô hình thấy nó cũng sắc sảo hơn. Ghê lắm. Dạ. Cảm ơn chọc ông. Đó, đúng xanh. Dạ. Đó, bắt đầu vừa cái này là cũng phải có kỹ thuật nha, chứ không phải mà nửa hồng cứ ngắt nha. Đâu có phải nha. Giờ nói cái vùng đặc sản của mình đó, cái đó chín rồi đó, cái đó nó vàng rồi đó, ta ấy ra nha các bạn. Còn cái này là người ta thắng là cũng phải có kỹ thuật nha, chứ không phải mà giống như cái chỗ khác là được à. Đó, cái nào mà nó nổi lên thì nó mới đạt đó ha. Thêm nó không có bị thung quánh á, nó bên đây mà ấy thả qua đây có cô nhín thời gian cô quay cái mặt lại cho có ai quen mình không ở vùng xe đét không cô ơi. Thôi bây giờ đi cho nè, không có đó, cho có ai quen cái vùng ta đi xa quay đây. Tới rồi. Rồi. Cái này qua tới Hồng Kông, Đài Loan mà ghê quá. Đó, cháo đường. Mà cái này phải xài củi chứ còn xài ga thì nó không có lời hay sao chú? Nó nổ thôi, xài vẫn được như thường. Là ga còn dễ nè, xuống lửa dễ làm. Nhưng mà mình sợ ha. Làm số lượng nhiều quá, nhiều một ngày. Đây. Đó, cái chảo đường rồi thì ổng mới ấy cho mình coi nó. Cái này là gọi là đường trắng nha các bạn. Cái này hồi nó bung lên đó phải không? Đó. Thấy thèm không? Ai có thèm thì nhớ review vô đây, mình có về tới vùng xe đét hoặc là ở đâu mình gửi cho. Mà muốn ăn ở Sài Gòn thì mình gửi lên luôn nha. Vậy là nhiêu cái gì vậy đây ca? Chú? 2.000 cái hả? Đó, 2.000 cái nha các bạn. Ai ở Sài Gòn mà muốn ăn món này hoặc là Vĩnh Long rồi đó, nói cho mình. Đó, gì vậy là xong rồi đó ha. Cậu để vô, cậu nghe, cậu làm gì, cậu dắt nghe nè. Người ta nấu nè. Thấy thèm không? 2.000 cái nha các bạn. Còn cái bánh cam kia thì cũng 2.000. Cái này cũng 2.000 hết. Ngày làm được 1.000 cái không? Xem à. Ồ, này không. Đó, làm nó giữ. Nó làm giữ 2.000. Dạ. Trời ơi, này ngồi 5 giờ sáng hả? 5 giờ đi, tính 5 giờ đi. 5 giờ sáng nha các bạn. Tới 12 giờ trưa. Không phải dễ ăn nha các bạn. 5 giờ sáng tới 12 giờ trưa bao nhiêu tiếng ta? 7 tiếng hả? Đó. Chắc vô nha các bạn. Đó bên kia. Cái này là cái chảo này, chảo dầu này cái nhiệt độ cao hơn nha. Còn cái chảo dầu bên đây á, là nhiệt độ thấp hơn nha. Đó. Ba cái bột nó lượng, nó thử xong nó giờ đường nó đấy. Cái này thắng đường này cũng phải có kỹ thuật nha, không phải dễ ăn à. Làm sao mà mình biết cái đường nó đạt? À, làm thường là mình nhìn thì biết ha. Đó, bà bỏ vô thêm nữa đó.
đó có bánh bánh còng đó nha các bạn. Hồi nãy em kêu bánh gì? Bánh vòng, bánh vòng ở vùng quê trên Cây Châu Bắc Cao Lãnh gọi là bánh còng, bánh cam. Nghe bánh còng nghe ớn chè đậu á. Đó. Bánh vòng, bánh vòng. Đó. Cái này thì mè nha các bạn. Mè, còn bên đây là bếp nha các bạn. Nấu thì ngon. Nấu là lộ ra. Cái này nè chín luôn. Rồi, cảm ơn đại ca, xong rồi. Vậy là xong rồi đó. Giờ bắt đầu là phải làm một cái chảo mới chứ sao không mình không làm một lần nhiều. Có về cái bánh hư mình sửa lại cho nó Ôi, cảm ơn chú Thím nha. Chúc ông sức khỏe dồi dào, làm được nhiều bánh nha đại ca. Có ai đặt bánh không ông này, cái gì nói cho mình chỉ chỗ cho. À, làm bánh cam thiếu không có nhà ở, nhờ nước ngoài hỗ trợ cấp cho nhà lời mình rồi. Rồi, cảm ơn. Chú quay về còn thiếu, chú biết sao còn thiếu xe bột á. Dạ.